Hai cái nhà, chào cả nhà đến kênh YouTube của Chí Tính Vlog. Hôm nay mình sẽ ăn mực tuột sống cả nhà. Nào, mình có hai con mực tuột sống cả nhà. Mình sẽ ăn sống luôn. Chấm với chén nước chấm này. Này mình sẽ ăn sống. Cắt cái gầu nó cái. Này cả nhà. Giờ mời cả nhà với mình nha, ăn tuần sống cả nhà. Ngọt. Nó cay. Hai con này tiếng mấy? Cứng rồi à. Có sao đã. Ah.
sáng sẽ xảy ra sớm. Bàn quá. Bằng này rất tươi nữa nè. Sáng mình ra mua sớm. Cay quá. Cài. Thì video mình đến đây hết cả nhà ơi. Hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Thương mình thì xem kênh, theo dõi, đăng ký kênh, nhấn chuông ủng hộ cho mình, like cả nhà để xem những cái video tiếp theo nha. Chào cả nhà nha.